trước án tiền thịnh mời Thiên Chúa coi thẹn tự về. Thank you.
dám anh dám định bé này vốn chắc bị nó ơi. Thank you.
đường nữa. Tiêu sao thanh cảnh bốn mùa ý.
dương nghi thấu tỏ nhạc vang lừng lừng đâu đó mọi đời thành tâm khấn bái luyện
châu chúa tiên dâng văn mời để nhất Thank you.
hồi họp để đá tháng cây. Bạn đi cho tiền tốt của giày, bổng lộc cho lắm về đây càng nhiều. Bán cho đông dài nhất sang nhiều, bổng lộc hớt nhiều năm quái năm xưa. Hòn đê con khuya giờ phục thờ, 30 bụng bột 10 tư hôm rằm, 30 bụng bột hôm rằm 10 tư. Trường sinh có nước tay máu
tẩy cho thiên hạ đâu đâu đường nhà. Dù bốn mùa vườn cứu chim ngóc sắc một màu xanh ngắt cỏ vui vẻ nước chảy non ba ý. You see.
gặp được thầy quỷ cốc tiên sinh một đời làm phúc cứu dân. Tiên sinh truyền phép đặt tên chùa Bói Nguyệt. Hãy subscribe.
Có những điều không
tìm ra từ sinh vần hàn trong nhà. Từ sinh vần hàn trong nhà, khí vần kém toàn ra tới kỳ. Đường tài lộc sinh ly địa lì, hay huyết ly bồng mì thủy phong. Ý đồ đen trắng đục trong ý. Thank you.
lạc hồng y.
núi núi bao xa, liếm chiếc hạt đi hái trăm hoa. Thank you.
vương phi phương sáng tỏ cõi phàm trần, ai sẽ biết hay lâm thao lịch nghệ sử ai tài ý nghĩ sự ái tay cù lao dưỡng dục đêm ngày nâng niu, chốn âu lạc nón thiêng sông núi, 4.000 năm rừng nước văn lang dấu thiêng lộc lầy trang hoàng ý nghĩ. Đoạn hồ cung tiên chúa tiền đi.